Chúng ta sẽ học về con én nhé. Chìm én mùa xuân áp dụng cho trần mây. Góc nhìn chúng ta thấy là trần thì sẽ góc nhìn từ dưới lên trên, đúng không? Nên là tất cả cảnh vật nó sẽ nhìn từ dưới bụng lên nhé, đặc biệt là con chim nhé. Đấy. Chúng ta sẽ phân tích màu này. Một con chim như thế này gồm những màu gì nào? Đậm nhất nào? Nâu đen đúng không nhỉ? Nâu đen, xám ghi đúng không? Đấy, xong là sáng hơn là tí vàng đất đã. Tí tị vàng đất có không nhỉ? Có vàng đất tí này. Xong là có tí trắng này. Một chút cam cam này. Đấy. Một chút xanh xanh ở trên đỉnh đầu này, các bạn thấy không nhỉ? Đấy nhá. Xanh đen. Ta sẽ lấy đầy đủ gần đấy màu ra đã. Trắng đã. Cứ lấy từ sáng về tối cho nó dễ. Thôi không sao. Úi dồi ôi, chơi combo xịn đi thầy. Để thằng thầy ơi. Vợ thầy cho lên đĩa đấy. Cho lên đĩa. Mẹ em chấm bẩn quần áo tí là thôi. Xì ngọc lên rồi. Xì ngọc. Nâu đen nhá. Quần thầy áo chơi có một câu như này này. Nhiều người giữ quần áo mới đến khi mà chết. Vẫn không may, ví dụ không may chết vẫn không dám mặc quần áo, không mặc được cũng chi mặc bằng giữ làm gì nhỉ? Có cứ mặc càng bộ quần áo mới lại càng càng mới lại càng giữ, tốt nhất là càng mới càng mình càng ra mặc càng đẹp, cứ đẹp ngày nào sướng ngày đấy, thấy không? Thay đổi tư duy hoặc là quần áo của con ấy, hoặc là con ăn uống ấy, cho nó bẩn thoải mái xong mình thì giặt, đúng không? Dây cho tí là bắt đầu quánh nó biết giờ nâu nhỉ, không nâu theo các bạn là bước 1 mình sẽ làm gì đây? Phát hình, phát cái hình nhá, xong rồi vào màu nào trước đây? Màu trắng sáng à? Màu đen chứ, trắng sáng trước hay là sáng trước sao chỗ nào vào sáng thì vào sáng, vào tối vào tối. Chỗ này với chỗ này cái nào nằm dưới? Cái trắng đen làm dưới, cái trắng làm dưới, cái đen chứ, đen làm dưới đúng không? Đen làm dưới. Cái lông vũ đằng trên nó đè lên cái dưới, vâng không nhỉ? Đấy, để ý nhé, phân tích nhá. Với hai nữa các bạn thấy là nếu mình làm như cách của anh Thương này, mình vào sáng trước này đúng không? Thì cái đoạn đen này mình vào mình phải né không? Né, phải né nó ra thì mới được cái đầu đẹp đúng không? Nhưng nếu ta chạy hết cái đen này rồi, xong trắng lại là phủ lên, khô rồi đúng không? Cái đen khô bắt đầu đè phát rất tự nhiên. Phải không? Đấy là cách làm để phân tích ra. Còn nếu mà sau này quen rồi thì đen hay trắng lúc đấy là quen tay. Phải không? Cái bút tỉa của em đó. Bút tỉa bảo mật kỹ thế à? Rồi bây giờ đặt vị trí nha. Với một cái bút cục mây như thế này. Bút vào rồi bút ra. À đấy là họa sĩ vẽ 15 năm trần mây rồi mà nó khác. Cầm 15 quân rồi đúng không? Đây. Vẫn tổ chức như này nhưng mà tỷ lệ phải nhỏ hơn đúng không? Nha. Cho tí nước nha, bình xì ra. Đây anh em cho 1-2 giọt nước vào đây. Màu ẩm nhá. Từ nét thì được hình nhá nhỉ. Hết nâu đen luôn nhỉ. Nâu đen luôn, làm luôn được. Nâu đen, hai nâu một đen. Màu siêu ẩm nha, màu dùng bút tỉa lỏng ẩm. Các bạn để ý kỹ cái màu này. Lỏng nhé, không cần nó quá ướt đâu, ướt quá thì nó bị loãng. Bây giờ con chim chúng ta thấy là nó lấy hai cái sống ở đây này, một này đúng không, hai cái này nhé, đấy, ba là cái này này. Trụ của nó nhé, tỷ lệ mình đặt ở đây đúng không nhỉ, hợp lý không, hợp lý không? Không phải điện thoại mình thì mình phải thầy hay chấm vào điện thoại chuyên gia là to nào tầm này nhá. Máy bay ấy nhỉ, trực thăng ấy. Nếu có thể các bạn cứ phân mảng rõ ràng luôn như thế đó nhá. Nhưng mà cứ làm từ tổng thể đến chi tiết sau. Không to lắm, con này vào đây to. Với lại mình cứ phải hơi cho nó to nhỉnh lên một tí để nó có đất mà tô chứ đúng không? Nó bé quá làm sao tô được.
rằng sau này mình vẽ lên trần thì nó rất là to. Tiện màu thì bạn tô luôn cái mảng đậm luôn được nhé. Đây nó vị trí xong uốn đây này. Có muốn để uốn các bạn nhé. Uốn hay cong. Xong rồi lao xuống. Hướng đúng không? Đặt hướng này. Này, đặt mực này, đặt này. Chuẩn chưa? Nó sẽ hơi cúp một tí ra này tí. Với hai cái tỷ lệ cánh để mình kéo nhau cho chuẩn thì mình so với tỷ lệ thân này. Đấy, nó gần như là xem nhau đúng không? Cánh và thân gần như xem nhau. Xong chỗ này mình chia khúc này. Ví dụ 1 3 thì nó ăn 2 phần 3 của cánh đúng không? Đây 1 2 3 thì nó ở đây đúng không nhỉ? Đấy. Cái nhìn nhanh nhá. Không phải chia tỷ lệ các thứ gì cả. Dạ. Cách làm này. Tiếp tục bên trên là làm thao tác ngược lại xong. Mình xác định hướng của cánh trên này. Đặt bút vào hoặc đặt thước vào. Đây đúng không? Đấy, chấm nhẹ này. Đấy, này, đặt này. Được chưa? Đấy, thì nó chuẩn nhé. Còn từ đây mình phát triển ra. Mình có thể nhìn hơn một tí nữa. Được không? Đấy. Tỷ lệ cánh tương đương với nhau. Nó xảy xảo ra tỷ. Nên vẽ to hơn hay là nhỏ hơn diện tích thực này? Vẽ hơn tí gần nhỡ nó thiếu đúng không? Bờ lem ra là mình vừa. Bờ lem ra là vừa. Còn nếu mà vẽ nét quá thì nó nguy hiểm lắm. Kéo cái này. Đây, đúng không? Cái này thì phóng khoáng được các bạn nhé. Bút của bạn nó hơi chạy. Rồi, bây giờ chúng ta vào mực này. Cái màu đen này chưa đúng lắm nhỉ? Nâu đen chưa đúng lắm. Của nó là hơi xanh xanh. Xanh cộng nâu đen nhá. Đen nhiều hơn hay ít hơn nhỉ? Đen khá nhiều. Đó, đen khá nhiều đấy, nó đậm. Đó là màu này. Đấy, xanh xanh đây nhỉ. Bạn làm cho bạn Vân Thương cho thầy một cái bút tiểu mới đi. Trẻ bút tiểu chưa ăn cua làm sao mà làm được. Tập trung nhé, bắt đầu ta lên sẽ lên cái màu đậm nhất trước, xanh xanh cộng với nâu đen nhá, gọi đen xanh, xanh đen nhưng mà nó là xanh cơ bản nhá. Phân mảng luôn đã nhỉ, phân khu vực luôn để nó không bị lấn sân đúng không? Cái phân khu này thì chúng ta có thể làm phong khoáng, không cần nẹt chuẩn quá cũng được nhé. Con đàn đấy, bút tỉa ngon cái là làm dễ ngay. Các bạn muốn ra những cái cái răng này thì bút từ ngoài ra hay là trong vào dễ nhỉ? Từ ngoài vào. Này từ ngoài vào thì sao? Thì nó sẽ được cái nếp uốn răng này. Chuyên vẽ chim. Nhá. Anh em nhá, nhìn này. Đấy. Còn khi tô vậy thì chúng ta tô từ trong ra hay ngoài ra đều được. Giờ là thành bé tô tô ngay đúng không? Có hình rồi, tô bên trong thôi. Khi tô vứt từ ngoài hay trong ra đều được, miễn là thuận tay của mình. Chống ngón tay út vào làm điểm tì, nó tay của mình không bị run. Nhiều bạn mới là tay hay bị lắc lư ấy, rất khó kiểm soát đúng không? Còn đầu ngoài chúng ta vuốt lại từ ngoài vào từ dưới lên như này đúng không? Đấy. Lúc này là lúc cần lem này, bờ lem này đúng không? Thì nó còn có đất mà bờ lem, chứ nếu không là bị kích hình này, bị kéo dài hình này. Lắc lư nhé. Còn một cách nữa, chúng ta xử lý từ nền đúng không? Nếu ta còn một mực nền này thì ta cứ làm vuông miếng bình thường, xong ta gọt nó sẽ là răng thương bình thường nhé. Pha lại chết nền hơi khó. Đấy, đúng rồi, chính xác. Nếu pha lại nền bào nền thì rất là khó. Nhưng quét lại nó vẫn chưa biết khác. Quét luôn ở đây nhỉ? Cô luôn màu hai mặt. Mua cái dán giấy con chim én này. Hai mặt. Đâu phát lên trên trần.
đẹp hơn. Nhưng mà vẽ chuyên nghiệp mà hay vẽ nhiều ấy thì thầy cũng khuyên các bạn là nếu có thể chúng ta scan hình sẵn ra, chọn một cái mẫu như này nhá. Cái trên trần nó thường nó to đúng không, vẽ thường in ra khổ A3, xong rồi trong xưởng mình có giấy scan ấy, scan lên phát là ông muốn bao nhiêu con ông cứ dí lên nó đi nét là thẳng nét luôn trên tường luôn, tại vì trên tường nó khó kiểm soát hơn đây đúng không, đặc biệt là nó còn to nữa, thế nên là scan ra. Nhưng mà phải vẽ nhiều nhiều một tí, mình nhận một cái tầm khoảng mấy trăm mét chẳng hạn đúng không, thì mình nên làm như thế, nó hiệu quả cực kỳ mà nó chuẩn. Vẽ bo nó vừa lâu vừa mất thời gian nha. Hết dần chưa? Chỗ nào cần đậm điệu những phèo này này, rất đậm đúng không? Tăng trên tí. Xong rồi thả tản tản ra đúng không? Cổ này đúng không? Cái đen này cổ nó còn nằm trên cái trắng này đúng không? Thế nên là mình có thể vào đen trước hoặc là vào trắng trước nhé. Nhưng nếu đang tiện màu thì mình vẫn có thể vào đen. Mén báo hiệu mùa xuân này, hết chưa nhỉ? Hết mảng đậm chưa? Trong lúc chờ mảng đậm khô để đẩy cái nếp sáng của cánh này thì thầy sẽ lại vào cái màu sáng đi, màu sáng đúng không? Sáng này là ghi xanh nhá. Nhiều trắng thì cũng ghi xanh. Nó ánh áo nó tí màu xanh cho đẹp. Một màu ghi không thì nó bị đớ màu quá. Ghi cộng với tí xanh cô ba nhá. Sáng quá không nhỉ? Lót thì sáng quá đúng không? Lót là tối hơn tí. Độ này được chưa? Chưa lên thêm là được. Đúng rồi, độ này là độ lót ở bên dưới cùng này. Đúng không? Còn độ lên là tí nữa. À. À, lúc này bạn chờ ra này. Phải không? Tự nhiên nha. Muốn kỹ hơn bạn lại phân tích tiếp thầy. Đầu ngoài có đậm không nhỉ? Có đậm. Thì bây giờ vào luôn chứ. Đúng không? Phải vào luôn bởi vì hai thằng nó cùng ẩm thì nó sẽ ăn với nhau. Đúng không? Đấy. Bên ngay. Trong này có gì không nhỉ? Có một nếp đen nữa này thấy không? Đấy, phân tích sâu là như thế nhá. Tức là mình sẽ đi từ mảng lớn tổng thể, xong cuối cùng mà mình mới vào chi tiết đây. Ừ. Mình cứu nhá. Đấy. Tiếp tục hai miếng này thì một miếng đậm là đây đúng không ạ, bên kia là nhạt hơn. Đấy, nếu anh em chịu khó quan sát phân tích là đôi khi mình xong lại kết hợp với cái bài mà bài phong cảnh lần trước nhỉ, có con cò đấy là áp dụng vào cũng có thể tự làm được bài này rồi. Rõ ràng cái đầu ra này. Màu ẩm chịu khó lấy mực một tí. Trong vùng thân này các bạn thấy có điểm sáng điểm tối không nhỉ? Có chứ nhỉ? Mình cứ làm tối trước nhé. Những tối trước nào gầm bụng này nhỉ? Gầm bên dưới. Gầm bên trên này nó sẽ là sáng hơn. Đấy. Hiểu bài đấy nhỉ? Bạn thấy là cái vết này nó chớt chớt hay là nó mịn luôn nhỉ? Chớt chớt này đúng không? Là nhát nhát nhỉ? Nếu mình muốn bắt chước theo nó thì mình nhát nhát luôn theo nó. Còn bình thường là nó cứ làm êm đã. Bút lấy tròn nhé, lời khuyên là bút lên lấy tròn nét thì. Chỗ này làm cũng chớt chớt. Giống như những cái cánh ấy, lớp cánh này ấy, đến lớp cánh đằng trước đúng không? Đấy.
Tại vì góc nhìn của chúng ta là nhìn từ dưới lên mà. Đây này hơn này. Này hơn mà thấy này. Nó sẽ bước từ dưới lên này vào này. Đấy, xoay kỹ là như thế nha. Nào lên chưa? Lên chưa? Đầu nhỏ xíu như sậy chỉ thì mình mới làm tốt được không? Đâu này có sáng bạn nhỉ? Này, đâu ngoài có. Có sáng. Tay mình run được không làm được nữa. Sáng ghi xong một tí thầy cho một lớp sáng hơn tí nữa. Đấy, đặt lưỡi dao. Trong ghi này nảy lên tí rồi. Không toàn bộ mà nhấn nhá. Nhấn chơi. Trong độ này chưa đủ sáng, bạn nhấn tiếp. Cho nó mập lên tí, đói quá. Thích à nhỉ? Tít mình hỏi bay. Tiếp tục bạn gãy cánh trên nha. Cánh dưới và cánh trên nha. Đây, gãy những cái đường nhỏ này thì yêu cầu là bút trụm nhá. Này, bắt những cái hướng này nha. Bút từ trên xuống. Cảm ơn. Càng đi dứt khoát càng dễ. Càng gión rén là càng run tay. Đẹp dần chưa? Thì quánh cái mặt xanh xanh như phát nhỉ? Được được hàng trên càng nhấn đây hả? Nhấn này nhấn mình nhấn cái tiếng nó biết caramel quay được không? Vừa ăn đứng gần lại em đứng gần lại sáng nay ăn không tí bụng đúng không? Và qua tí bụng một cái. Trong cái nếp sáng trung gian mình cho một vài cái nếp sáng nhất. Trên đậm đúng không? Đây đúng không? Yeah. Xong chúng ta có thể sấy khô đi xong bắt đầu mới lên nháy cái phát sáng cuối cùng. Đấy, cho cái màu nó sáng hẳn lên. Cam cam nhỉ? Yeah. Cam cam. Cam cam. Đâu kia có cam không? Cam ở đây cam bên đấy. Đang như thầy một tí cam. Là tinh thần ngay. Cam ở gầm gầm bụng bên dưới này, gầm mặt bên dưới này. Cam này cam gì nhỉ? Cam vàng đúng không? Cam vàng là tị tị trắng này, sáng hơn bình thường đúng không? Và cam này cộng tí vàng đất này hoặc là vàng thư nhé. Không có vàng đất thì không có vàng thư thì mình dùng vàng đất. Đấy, hiện tại thầy đang dùng vàng đất này. Cộng với tí là màu trắng là nó sáng hơn bình thường. Cái độ dâu ở bên dưới này nó vượt qua cái cằm một tí này, cái mỏ một tí này.
Thế nhỉ? Bên trong cái này có chỗ nào là sáng hơn tí không nhỉ? Trong cái vùng râu này. Có cạnh dưới và cạnh cạnh trên đúng không? Trên. Ba cái đường này trên là bên cổ. Dấm dấm nó ra. Chỉ ít nhỏ xíu thấy nó nhìn nó. Đấy. Trên mỏ nó có nếp sáng nhẹ này đúng không? Sáng xanh trắng phải không nhỉ? Chợp chợp. Thì đầu em đắp đi. Đào giá cái này. Đây cái thông. Tùng thông. Thông. Thông cái tùng. Tùng. Người ta tùng trăm năm ấy, tùng bonsai đó. Thì xanh đen của lông mặt ở trên. Này, giống mình chữ Z nhỉ? Vật vật này giống chữ Z. Liver soy nhỉ? Soy. Hết nấc thì thôi. Cái đầu này mà bạn muốn tách tách so với mang nền cũng được. Cho một tí sáng vào đây cũng được. Để sắp xếp thành con đại bàng. Nhìn chín lắm. Hơi có tí phản quang nhé. Anh cắp mồi không nhỉ? Vẽ cái mồi vào đây. Thích thể cái con đại bàng thôi. Rồi bây giờ thì có thể sấy khô hoặc là đợi một tí và nhấn sáng cuối cùng nhé. Nhấn sáng cuối cùng là nếp bụng, nếp cánh, nếp đầu. Sáng trắng tinh đây nè. Rồi đúng không? Nếp sáng cuối nó chỉ cần đặt cạnh một tí cái lớp trung gian vừa rồi thôi. Sao này vỡ hết rồi. Kệ tập luôn. Mây thì nó có cho mấy cái vết mây chấm bút nó có thành mây mà trùng điệp mây nó phải thế gì có mây nào giống mình nào. Sáng đạt chưa? Rồi con chim thì mất ăn trong chỗ rồi. Này mấy cái đầu ngoài nó sáng hơn mấy đầu này cơ nhỉ. Nghe thêm nó có nhịp chuyển sáng này chúng ta thấy là càng ngày nó càng nổi dần. Nhìn trong ngoài thì đấy thì vẽ cái mỏ nó giống cái đại bàng. Nửa bụng trên sáng cái thước cam cam giống cái đại bàng ấy trưởng. Lúc đấy là có chim nhắn là thành cái đại bàng. Đại bàng cũng được. Nhìn cánh nó chiến lắm. Cho cái phản quang ở dưới này được. Đây là ta đang vẽ theo ảnh thật. Tính cả phản quang nữa này. Ra doan trên nhé. Xin chào. Thôi nha. Kỹ thế thôi nha. Ok chưa? Anh em là...